Ông Tranh ơi! Ông Tranh ơi! Ơi ông Tranh ơi! Ôi trời ơi! Chưa quạt chưa quẹo rồi mà chả thấy chồng với cả con đâu cả. Chào các bác ạ! À. Các bác có biết là cái ông say nhà tôi ông đi đâu không ạ? À? Ở quán cháo lòng kia kìa! Ôi trời ơi! Lại quán rồi! Suốt ngày say khướt thường khượt, không biết là đi đâu không biết. Ông mà về đây thì ông chết với tôi! Chứ có bao giờ đẹp như hôm nay! Đây rồi, đây rồi! Đây. Tôi tưởng đâm vào cái tàu hỏa chứ. Trời ơi, lại say khướt gườn khượt rồi. Thế ông đi đâu mà từ sáng đến giờ bây giờ mới về? Ông có biết là bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi đâu còn lâu mới nói. Trời ơi, lại còn lâu mới nói. Ôi trời ơi. Thế ông đi đâu mà giờ này ông mới về 11 giờ trưa rồi. Thế sao ông không đi luôn đi? Tôi đi ăn sáng chứ còn đi đâu. Ôi, đi ăn sáng 11 chưa giờ rồi thì đã làm sao. Trời ơi, lại còn làm sao rồi. Nói. Chết tôi không có chứ lệ. Thế sao ông không đi luôn đi, ông về làm gì? Đi là đi thế của nào? Của một đống ở nhà. Đi là đi thế nào? Ôi giời ơi. Đi của giời. Ôi giời ơi. Thế ông cũng biết phí à? Phí mà ông uống lắm thế. Mà này, bà bớt giận, tôi đi ăn sáng chứ đi đâu. Ôi trời ơi, ăn sáng đến 11 giờ trưa mới về. Thế này thì ai mà chịu mà được, bà con có chịu được không? Mà này, tôi ăn sáng tôi còn nhớ mang về cho bà. Cái gì đấy? Dưa chuột với bánh dày đấy. Ôi trời ơi, dưa chuột với bánh dày. Bà ăn đi. Sao hôm nay ông lại tử tế với tôi thế? Hôm nay mát rồi. Ôi, mát rồi. Tôi đi qua chợ còn mua thức ăn về đây. Ủa, này. Quá là tử tế. Bà mang về nấu cơm. Trưa nay tôi về làm tí. Say khướt gần khượt, nhún nhùn nhùn như thế này rồi mà vẫn còn làm tí. Thế tôi hỏi ông có làm được không? Ôi giời ơi, đây này. Bà đi về nấu cơm cho tôi ăn đi. Bây giờ là tôi còn phải đi vứt cái đống rác này đây là. Từ sáng đến giờ ông không ở nhà, ông không thèm vứt. Bây giờ tôi phải đi vứt đây này. Bà để đấy, bà về nấu cơm đi. À. Tôi ra đầu ngõ tôi vứt vèo một tí là ôi, xong mà. Ông này trông thế mà khôn ra phết. Ông mang ông ném vèo cái ra cái chỗ đầu ngõ nhà mình ý nhá. Chị để tôi đi vào đi tôi nấu cơm xong rồi để chưa ông làm tí nhá. Nó đông vào đi. Này thì rác này. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Ôi trời ơi, cái gì? Bẩn hết cả, có cái váy vừa mua xong để mai đi ăn cưới. Cái gì đây? Xác à? Thôi chết rồi. Bắt được gặp quả tang lão say nhá. Hôm nay mọi lần là vứt rác ra đường, không ai bắt gặp. Hôm nay tôi bắt được tận tay, dây tận chán. Tôi vứt rác ra đường. Chứ vứt vào nhà bà đâu mà bà lắm mồm. Lão say này nói buồn cười thật đấy. Mở ra. Cái nhà chị Đông kia, chị làm gì mà chị to tiếng ở ngõ thế hả? Bà về bà bảo thằng chồng say nhà bà đi. Hôm nay tôi bắt gặp quả tang vứt rác ra đường, ô nhiễm vệ sinh của đường làng. Cho nên bây giờ tôi nói các ông bà còn cãi. Này, tôi nói cho bà biết này. Rác là rác của nhà tôi. Nhà tôi thích vứt đi đâu đấy là việc của nhà tôi nhá. Còn chị đi ra đường ý, chị có mắt chị phải nhìn nhá, chứ đừng có đổ tội cho nhà tôi nhá. Tôi không thèm nói với vợ chồng nhà say nữa. Tôi sẽ gọi điện cho bà trưởng thôn để giải quyết cái phi vụ này. Bà gọi đi, sợ dề nhá. Mình vào nấu cơm. Alo à, bà trưởng thôn đấy à? Cho tôi mời bà ra ngoài này để giải quyết cái phi vụ hôm nay. Tôi bắt được tận tay, dây hay tận chán, vứt rác ra đường. Vợ chồng nhà say, bà mời tôi mời bà ra đây. Thế bác trưởng thôn đi đâu đấy? Vâng, chào bác. Em vừa nhận được cuộc gọi. Chắc là có lại trong xóm này có cả hộ gia đình đang vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định bác ạ. Thế bác cũng đi nào, làm tôi việc đến đúng không? Tôi cũng đi vào trong xóm, tôi dọn vệ sinh. Vâng, thế thì hai chị em chúng ta cùng đi nào. Tôi chào bác. Vâng, tôi chào bà trưởng thôn. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của bác. Thế trong xóm chúng ta đang có cái vấn đề gì thế bác? Chả là như thế này. Mọi lần rác vứt bừa ra đường, nhưng không tôi không bắt gặp được ai. Hôm nay tôi nhìn thấy vợ chồng nhà say ở xóm cùng xóm tôi vứt bừa bãi ra đường, tôi bắt gặp rồi. Nhưng tôi nói lại còn cãi tôi nữa. Thế tôi mới phải mời bà ra để
giải quyết về cái vấn đề này. Thế à, thế thì tôi hiểu ra vấn đề rồi. Rồi để tôi sẽ gọi vợ chồng nhà bác Say. Vợ chồng nhà bác Say đâu rồi? Ra đây tôi có tí việc cần trao đổi nào. Vâng, có vợ chồng tôi đây. Chào bà trưởng thôn. Chào bác. Hôm nay bà lại tá túc đến xóm tôi thế. Không. Đứng dịch vào đây. Tôi vừa nhận được cuộc gọi phản ánh của nhân dân là vợ chồng nhà bác vứt rác không đúng nơi quy định và chưa xử lý rác thải trước khi đưa ra môi trường. Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang thực hiện nghị quyết 178 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chuyên đề về phụ nữ tỉnh Hưng Yên phân loại và xử lý rác thải theo quy định số 178 ký ngày 19 tháng 1 năm 2023 về chuyên đề phụ nữ phân loại và xử lý rác thải và để bảo vệ, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026. Nội dung cuộc phản ánh của người dân tôi đã lắm được rồi. Hai vợ chồng nhà bác làm như vậy là sai rồi. Ồ thế ạ, vâng. Thế thì bác nói thế thì hôm nay em cũng mới biết ạ. Nhân tiện hôm nay ở đây tôi sẽ phản ánh vợ chồng nhà bác Say chuyên môn vứt rác không đúng nơi quy định. Hôm nay lại còn không phân loại rác thải. Chúng ta hãy thực hiện phân loại rác để làm sao tiết kiệm và hãy coi rác là vàng. Và nhân đây tôi cũng nói thêm, bác đã uống rượu bia thì sẽ không tham gia giao thông vì bác tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều và vi phạm luật giao thông đấy bác ạ. Tôi đi xe đạp, tôi đi bộ, đi xe máy đâu mà sợ phạt. Bác nói thế không đúng rồi bác ơi. Tất cả những người tham gia giao thông, nếu khi đã uống bia, rượu thì không nên tham gia giao thông. Các bác đã hiểu ra vấn đề chưa nào? Hiểu rồi ạ. Vâng. Từ nay chúng ta hãy giữ gìn tình làng nghĩa xóm, giữ môi trường của chúng ta xanh sạch đẹp để phấn đấu thôn chúng ta sẽ là thôn nông thôn mới kiểu mẫu và chúng ta hãy coi rác là